Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và cả nước ngày hôm nay. Tại Việt Nam, tính từ 16 giờ ngày mùng 8 tháng 11 đến 16 giờ ngày mùng 9 tháng 11, cả nước có 1.325 trường hợp được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên gần 840.000 người. Có trên 92 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó tiêm một mũi là hơn 61 triệu liều, tiêm mũi 2 là trên 30 triệu liều. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.133 ca nhiễm mới, trong đó 8.129 ca ghi nhận trong nước tại 55 tỉnh, thành phố. Tại Ninh Bình, hôm nay ghi nhận 4 trường hợp mắc mới, trong đó có 2 trường hợp là lái xe đường dài được cách ly tại thành phố Ninh Bình, 2 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tại huyện Gia Viễn. Có 68 ca bệnh xác định đang điều trị. Trong ngày có 2 ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện.